Cẩm Ly, tôi vừa trải qua cơn bệnh nặng, sức khỏe còn yếu. Cẩm Ly tâm sự rằng trải qua cơn bạo bệnh, cô như sực tỉnh, biết chú trọng sức khỏe và chăm lo cho bản thân hơn. Thời gian qua, Cẩm Ly gần như vắng bóng trong các show diễn. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cô bị bệnh liên quan đến thanh quản khiến giọng hát bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Trí trước thềm năm mới Quý Mão, Cẩm Ly mong người hâm mộ yên tâm vì có thể nói cô đã vượt qua bạo bệnh. Nữ ca sĩ bộc bạch, tôi rất lặng lẽ, không chia sẻ nhiều, chỉ có điều mọi người xung quanh thấy thần sắc mình kém thì nhận ra mình bệnh thôi. Tôi chỉ mới vừa trải qua cơn bệnh nặng nên hiện tại sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn còn yếu. Nữ ca sĩ cho biết từ xưa đến nay, cô là người chỉ chăm lo cho chồng con, tiêu xài cho gia đình chứ không ưu ái bản thân. Một năm qua, Cẩm Ly chưa mua cho mình một món đồ giá trị. Giờ đây, khi vừa trải qua cơn bạo bệnh, cô mới nhận ra sức khỏe là điều quan trọng. Có thể nói, sự nghiệp, công việc của tôi bị khựng lại sau biến cố, vậy nên tôi cũng mong rằng sắp tới mọi thứ sẽ tốt hơn, phát triển hơn và được khán giả yêu thương, đón nhận. Tôi thấy được giá trị của sức khỏe, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc bản thân nhiều vì thời gian qua đã bạc đãi bản thân nhiều quá, Cẩm Ly nói. Cũng chính vì sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên dịp Tết này, dù rất muốn nhưng nữ ca sĩ không thể trực tiếp gặp gỡ, trình diễn và giao lưu cùng khán giả. Cô tiếc nuối chia sẻ, tôi buồn lắm, năm nay tôi rất muốn gặp khán giả dịp đầu năm nhưng sức khỏe lại không cho phép, vậy nên không gặp trực tiếp được thì tôi sẽ cố gắng gặp qua TV, tôi tham gia quay các chương trình để có không khí Tết. Tôi mong rằng bước sang năm mới, bản thân, gia đình và những người xung quanh được nhiều sức khỏe, bình an. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ vô thường lắm nên tôi muốn khi mọi người còn khỏe mạnh thì hãy vui vẻ và tận hưởng, nữ ca sĩ nói thêm. Cách đây không lâu, trong một chương trình truyền, nhạc sĩ Minh Vi, chồng ca sĩ Cẩm Ly, vô tình tiết lộ anh từng cạo đầu vì vợ lâm bệnh nặng. Chia sẻ của nhạc sĩ Minh Vi khiến cả trường quay xúc động, đặc biệt, ca sĩ Cẩm Ly không cầm được nước mắt, cô bất ngờ khi ông xã chia sẻ bệnh tình của vợ tại chương trình. Lúc đó mẹ có hỏi thì anh ấy bảo là đi casting phim, đóng vai giang hồ 200 triệu đồng lận. Ngày ảnh cạo đầu là ngày tôi về nhà sau thời gian điều trị bệnh. Cẩm Ly kể lại, ca sĩ Hà Phương, em gái của ca sĩ Cẩm Ly, cũng từng tiết lộ với Dân Trí về việc chị ruột mắc bệnh ảnh hưởng đến giọng hát. Căn bệnh khiến Cẩm Ly phải dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để chuyên tâm điều trị. Cuối thập niên 1990, ca sĩ Cẩm Ly, sinh năm 1970 được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu Phôi Phàng Ngày Mai. Nữ ca sĩ dần nổi tiếng với các bản hit Người Về Cuối Phố, Bờ Bến Lạ, Thương Nhớ Người Dưng, Mây Chiều. Cô từng thực hiện live show miễn phí cho sinh viên năm 2003-2004, thu âm nhiều album nhạc dân ca, trữ tình và đặc biệt thành công với loạt live show Tự Tình Quê Hương. Năm 2004, Cẩm Ly kết hôn cùng nhạc sĩ Minh Vi, có hai con gái. Hiện tại, cô cũng là nữ ca sĩ hiếm hoi vẫn giữ được sức hút sau gần 30 năm làm nghề. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!